Galaxy Watch 5 Series mới. Hiểu mình tối đa, linh hoạt bứt phá. Mẹ ơi, sao mẹ không bay? Mẹ quá mệt mỏi với cuộc sống này. Chào mừng các thành viên đến với Thung Nham. Đây là sự kết hợp hài hòa, hùng vĩ nên thơ của tự nhiên. Không chỉ biết đến với quần thể núi rừng thơ mộng và rừng nhiệt đới, các hang động, sông nước bao quanh. Thung Nham, Ninh Bình còn nổi tiếng là khu cư trú của rất nhiều loại chim như cò, vạc, le le, sáo đá, mộng két. Thung Nham còn là nơi bảo tồn và lưu giữ nhiều loại chim quý hiếm nhất cả nước. Và bây giờ, các bạn sẽ thực hiện các thử thách liên quan đến các hoạt động đặc trưng ở đây. Chúng sẽ quyết định bữa ăn tối nay của các bạn. Đầu tiên, thì xin mời một người đại diện của mỗi đội lên nhận một trong hai lá thăm này. Xui nha, đi bình thường thôi, đi vậy xui đó. Vậy má thấy mặt. Bình thường không chịu đâu. Sao á? Gì đó anh, nè anh đọc đi, em lấy cho anh đọc đó. Mẹ đọc đi. Vườn chim. Vì có một đội về trước chúng ta nên các bạn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ còn lại ở động vái rời. Mỗi đội sẽ được phát một chiếc điện thoại Samsung S22 Ultra. Nhiệm vụ của các bạn là chụp hình với chủ đề Thiên nhiên về đêm, sống đậm chất đêm. Sau khi chụp xong, các bạn sẽ chọn ra 5 tấm đẹp nhất và phù hợp với yêu cầu của chương trình. Nếu hoàn thành đúng và đạt tiêu chí, các bạn sẽ thành công. Các bạn đã rõ chưa ạ? Rõ ạ. Quá là ok nha. Cứ thử anh em ơi. Mỏi chân nha. Mỏi gì mỏi chân nha. Em ơi, đây là bài tập giảm calo rất là tốt, đốt mỡ bụng dưới. Cho nâng cao. Gì vậy? Tôi sợ quá. Thiệt tình luôn á. Cái nấm hả? Nè mình giật mình, anh tưởng có con gì. Quá trời ông anh tôi ơi. Anh tưởng có con gì thiệt á. Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Kêu đò ơi, đợi đi. Đò ơi. Đò ơi. Thiết tấu nhanh lên. Đò ơi, đò ơi. Đò ơi, đò ơi. Bên kia sông dài, người ta đang tưng bừng đón dâu. Đò ơi, đò ơi. Mà chú thấy con có đẹp không? Đẹp. Đúng rồi, chú thấy bạn chú có sợ không? Chú sợ. Yêu luôn. Bây giờ lỡ mình đi ba chụp hình chim, mình hát những bài hát có con chim được không? Ai thua là bị cái gì đen gian nhảy xuống hay sao đó? Ai thua thì nhúng đầu xuống. Đúng rồi. Chơi. Chơi. Chơi luôn. Hát chú luôn. Rồi, ok. Hay chị không vậy? Con chim non trên cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ngày xưa em như chim sáo, sống thường hay mộng mơ nhiều. Ờ chim trắng mồ côi, chim sao mình hay ơi, anh thương mà anh đợi. Năm. Tự giác nha bạn. Bốn. Ba. Hai. Một. Rồi, đây, em tự xử luôn. Vô. Trời ơi, cái gì không có. Chị Tấm ơi. Chị Tấm ơi. Thấy nó bé không nhiệt tình để em phụ cho anh ơi. Xin qua đi. Trời ơi, nghiêng thường nha. Lẹ đi. Vô đi em. Ê, anh quay đi. Ê. Em ơi, đầu em lắm. Em học cho xấu kẻo về mẹ mắng. Ê, nó chưa quay clip luôn nè. Tại vừa bấm đâu. Ê, tới giờ có chim rồi. Chụp chim. Chụp chim sao? Để lát nữa nó tối quá, mình chụp không thấy. Dạ.
quay ngược lại đây, em cầm cho. Từ từ nha. Thấy chưa? Bây giờ nè, giơ máy lên đi. Zoom in. Zoom in cả chú ơi. Từ từ. Ăn rồi xíu, từ từ. Nè. Rồi, rước. Con chim đang bay lượn trên bầu trời kìa, Chris. À đúng rồi, đang bay kìa. À, quá trời. Kinder Mocha mới. Đói đói rồi, Mocha thôi. Mày ơi, cái mông của anh cứng ngắc rồi. Ok không anh Tuấn? À, được. Để em hỗ trợ cho. Trời ơi. Hiếu ơi. Đi vậy. Khốt ảnh thôi. Trời ơi, con mệt quá anh Tuấn ơi. Mệt quá. Quá trời. Ủa? Anh ơi. Ờ, anh ơi. Sống trong đời sống cần có những bước này. Mấy cây cờ nó cắm ở mấy chỗ mà mình không thấy không ta? Không, phải vô hàng á. Em ơi, sao bỏ rơi anh rồi? Ui mà trời ơi. Không thấy dấu hiệu của anh Tuấn luôn. Anh ơi. Anh Tuấn ơi, có nghe em nói không? Đi như vũ bão nha, anh sẽ đi như vũ bão nha, mấy đứa cẩn thận nha. Tránh ra một bên nha, anh dễ sợ lắm á. Khó quá. Rồi, anh sẽ đi đây. Tới rồi. Thấy chưa? Tới rồi. Anh Tuấn ơi. Ủa, thấy không dễ anh Tuấn đâu ta? Bị tét cơ đùi rồi mấy đứa. Tôi sẽ xuống dìu anh lên, anh Tuấn. Đã của em, từ từ để em xuống. Lên cổng rồi, ông xuống cổng anh đi, anh bị tét cơ đùi rồi. Cho một tấm lưu niệm nào con ơi. Đây. Trời ơi, quá trời sáng luôn, nét quá nè. Đây. Tới nơi rồi anh em ơi. Mình tìm cờ mỗi người một cái cờ nha. Phát cờ kìa. Đây, đây cái cờ đầu tiên cho anh Tuấn đi. Đúng rồi, cho anh Tuấn chứ, đi anh Tuấn ơi. Anh Tuấn. Đâu chờ lại sao nè. Cái này là thử mô đồ mới rõ đó. Lắm nha, rõ lắm luôn. Đây cái cờ thứ hai, Phương. Ok. Đây. Wow. Thôi đẹp đó My ơi, đẹp đó. Rồi tiếp tục anh em ơi. Một. Ê, trên đây còn cây cờ nè anh em. Trời. Quá đẹp quá rồi. Dạ. Đẹp nha. Trời ơi, cưng quá, con nhãi ơi. Trời ơi. Cái gì mà của tự nhiên tạo ra nó quá đẹp ha. Quá đẹp. Hay thiệt á, không tin luôn á. Nhìn mấy cái nhũ này. Cho nên đó mà phải trân trọng mấy cái tự nhiên, vẻ đẹp của tự nhiên phải giữ gìn. Và em cũng một lần nữa lên án những thành phần mà vẽ bậy trên mấy cái này nha. Được không anh? Được. Trời ơi, đẹp quá. Rõ quá trời rõ luôn. Có hình đẹp nữa. Trời ơi, đội kia tôi thấy thương quá, không biết giờ này về bờ được chưa nữa. Thương quá trời ơi. Cái con ơi mẹ nè. Mẹ gì ghê vậy? Cái mẹ người ta phải thiên thần lắm, anh ghê quá Lâm ơi. Này nó lạc mẹ đó. Anh nghĩ là anh là mẹ nó được, em thấy sao? Là nó lạc đó Lâm. Chú thấy con là mẹ của mấy con chim được không? Được hả?
Dạ. Vậy chú tấp vô cho con đậu lên cành cây, con chơi với con được không? Cảnh bay lên. Đúng rồi. Đó, khi cô đơn thì rít theo cái cây đó một mình nó vậy. Giờ mình chưa mới thấy được chứ, mới thấy tới cô đơn chứ. Không, bên trái nữa. Ủa giờ anh giờ này về chưa ta? Ngồi đây mình cứ trông ngóng. Hồi nãy qua đòi vợ đi cho đỡ nhớ vợ. Vậy rít. Giờ mình chưa rít, hai con, ba con vậy cũng được. Chim có đôi kìa. Được, rồi. Điếp nha. Đẹp là phải đẹp nha. Đẹp quá.